Ôi ôi, qua tìm tìm trong đi, tìm của em. Em nhường khỉ đi. Không, có chuyện đấy đâu. Em nhường khỉ đi. Mỡ ơi, mà hú. Nhường khỉ đi. Khó rồi ăn. Không khỉ sọt. Anh gọi xuống đây. Đứa chân làm gì vậy? Hả Vân Anh ơi. Em buồn cười, miệt quá. Nó đang xỉa răng kìa. Nó kiếm được cái gì đen đen ăn á? Bọn này dạ người rồi. Giờ nó ăn cái gì? Nó ăn cái gì? Ăn gạch đấy. Em, cái đồ em thì được. Wow. Tin chưa? Uầy. Ơ sao nó leo lên án mà cái điện không hở? Đồ bọn này chân là cách điện hết rồi. Lấy đâu cái điện này em? Bọn này điện hở chết ngay. Rồi chúng nó vả lại mặt mỗi đứa một cái. Đấy, chuẩn bị leo xuống dây điện đi Khỉ. Thôi, anh leo vào hội trường anh chuẩn bị đóng cửa trước, nó đuổi. Các em cứ ở ngoài nhá. Nó nhòm đấy, nó nhòm đấy. Hú. Thầm dây buộc đuôi chứ. Chạy mất rồi.